chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và nội dung video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác là một mẫu thùng nuôi bên nhà em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Và thùng nuôi nhà em thì luôn luôn mang đến đảm bảo cho bác là thùng nuôi là dày dặn, chất lượng rồi và cũng đã được ngâm xử lý mối mọt 6 tháng rồi. Các bác ở trên kênh nhé, có quan tâm đến cái mẫu thùng nuôi bên nhà em thì có thể là liên hệ em qua số điện thoại em luôn để trên góc phải màn hình, số đó của nhà em có Zalo ạ. Và trước mắt các bác đây nhá, là một mẫu thùng nuôi chất liệu sẽ làm bằng gỗ gạo và đã được ngâm xử lý mối mọt 6 tháng cho bác nhà mình rồi. Và thùng nuôi bên nhà em thì đảm bảo cho bác nhà mình sẽ là thùng nuôi chất liệu dày dặn này. Ván liền sẽ là ván liền cả 5 mặt như này đấy ạ. Với cái mặt thùng nuôi bên nhà em đây này, các bác thấy độ dày của thùng nhá, nó sẽ dày 1,6 cho đến 1,7 phân giúp em. 1,6 cho đến 1,7 phân và đã được bào mịn như này, rất là đẹp rồi. Ván liền cả 5 mặt luôn giúp em nha. Đấy, và nó đã có thiết kế là ở đằng trước đây nó sẽ là cửa ra vào ở đằng trước rất là tiện lợi như này rồi. Với cái cửa ra vào như này thì mình có thể là sử dụng như này, mình đóng ra đóng vào rất là tiện lợi luôn. Và ở cái cửa nó đã khoét sẵn cho mình một cái lỗ như này để con ong có thể chui ra chui vào, rất là tiện lợi luôn rồi ạ. Và tại sao thì bên nhà em lại chọn là thùng nuôi chất liệu làm bằng gỗ gạo? Tại vì nhá, với chất liệu làm bằng gỗ gạo như này thì nó sẽ giúp là thùng nuôi của mình nhá, khi mình nuôi con ong nó sẽ giúp con ong phát triển rất là tốt luôn. Với chất liệu sẽ làm bằng gỗ gạo thì nó giúp là mùa đông thì ấm này, mùa hè thì mát, mùa nồm ẩm thì khô ráo thoáng sạch sẽ luôn đấy. Và với cái cửa như này thì bên cạnh đó thì em đang có cả cửa sổ luôn. Với cái cửa sổ như này nhá thì các bác lưu ý giúp em mà khi mình vận chuyển đi xa thì mình mới phải mở cửa sổ này ra, còn không thì là bình thường là mình sẽ đóng vào để bình thường thôi nha. Và đi tặng kèm cho mình ở một với thùng nuôi này là có tặng kèm cho mình là một vách ngăn rồi nha. Đấy, và cái thùng nuôi bên nhà em hiện tại bên nhà em đang có hai size, đấy là size 26 và size 30. Size 26 của nó sẽ để tối đa được 5 cầu và size 30 sẽ để tối đa được 7 cầu giúp em. Đấy. Và em cũng xin báo giá cho bác ở trong video ngày hôm nay. Thùng nuôi size 26 giá sẽ là 210.000 đồng. Còn thùng nuôi size 30 để tối đa 7 cầu giá sẽ là 240.000 đồng. Giá đó bên nhà em đã bao cước phí vận chuyển cho mình rồi ạ. Nhận hàng các bác thì mình được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán giúp em. Nếu mà ván nó dày không dày 1,6 với 1,7 phân thì có thể hoàn hàng và giúp em. Và với cái mẫu thùng nuôi bên nhà em đã cải tiến cho bác nhà mình nhá, là ở phía dưới đáy đây, mặc dù là ghép nhưng là mối ghép của nó rất là đẹp luôn, rất là khít luôn nha. Đấy, và cái ghép này thì nó cũng là để giúp mà cái thùng nuôi của mình nó chống bị cong vênh gỗ ván đấy ạ. Và bên cạnh đó nhá, giá em vừa báo cho các bác nhà mình là giá đó là chưa có cầu, chưa có chân tầng luôn nha. Các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm cầu này, thêm chân tầng thì có thể kết hợp là mua thùng nuôi này. Thì cầu và chân tầng mình có thể kết hợp để bên trong thì nó sẽ không mất cước phí vận chuyển. Bây giờ thì cước phí vận chuyển của nó cũng khá là cao nên các bác có thể là kết hợp mua giúp em nha, để đỡ được cái tiền cước đấy. Đấy, và bên cạnh đó thì cầu nhà em thì cũng đang có hai loại cầu, là cầu chưa căng dây và cầu đã căng dây sẵn rồi. Cầu thì chất liệu sẽ làm bằng gỗ keo, ngâm xử lý mối mọt cũng 6 tháng rồi ạ. Cầu chưa căng dây sẽ là 7.000 đồng trên một cầu. Đấy, còn cầu căng dây sẵn rồi sẽ là 10.000 trên một cầu nha. Chân tầng thì là 7.000 trên một tấm và bên nhà em giá đó là chưa có tiền cước vận chuyển nha. Các bác mà ở trên kênh nhá, có nhu cầu muốn tham khảo những cái vật tư về nuôi con ong mật đội này thì có thể là liên hệ em nha, số điện thoại em luôn để trên góc phải màn hình đấy ạ. Còn nội dung video ngày hôm nay thì em cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác nhé.